nhằm đảm bảo tính khách quan, toàn diện, chính xác trong hoạt động tố tụng hình sự, phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Ngày 1 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh An Giang tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án giết người từ việc sử dụng điện để bẫy chuột. Trước sự chứng kiến của các ngành bị can, Nguyễn Thanh Tuyến, tên thường gọi là Thanh, sinh năm 1992, trú tại xã Nhân Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang, diễn lại quá trình phạm tội, theo kết quả điều tra, chiều ngày 28 tháng 1 năm 2022, tuyến mang mộ dụng cụ xẹt chuột dăng dây chì trên phần đất trồng lúa của tuyến thuộc ấp Bắc Đại, xã Nhân Hội để bắt chuột. Khoảng 18 giờ cùng ngày, tuyến câu mắc dây điện xong và ngồi canh giữ. Lúc này, Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1984, trú tại địa phương đi xịt cá ngang phần đất của tuyến, thì đạp lên đường dây điện xịt chuột nên đèn bẫy chuột phát tín hiệu. Nghĩ chuột vướng bẫy nên tuyến đi kiểm tra thì phát hiện Phúc đạp vào bẫy tử vong tuyến liền vác xác phúc cùng dụng cụ xịt cá của phúc mang đi giấu cách hiện trường một đoạn rồi quay lại hiện trường thu gom dụng cụ văn bẫy diệt chuột rồi về nhà ngủ đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau thấy gia đình phúc đi tìm tuyến đi cùng và chỉ nơi giấu xác phúc rồi đến công an xã đầu thú hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với tuyến về hành vi giết người